Nghe đeo muốn đi tí nào nữa luôn á. Anh ơi mấy anh nói chuyện game bớt sợ đi. Anh em muốn đi tí nào nữa luôn á. Anh ơi mấy anh nói chuyện ghê bớt sợ đi. Đâu rồi? Mà anh vẫn có tiền đấy, anh có 6.000 cơ. Nên là thiếu gì thì bảo. Tôi thiếu một căn hộ. Tôi thiếu một căn hộ ở trong phát. Mãi nồi. Gì? Anh ơi, nó sang kìa. Chạy đi. Nó đâu vậy? Mấy anh chưa có anh. Chạy đi. Rồi Zino thấy mệt rồi. Đóng cửa ấy, em đóng cửa, đóng cái cửa đi. Zino đi rồi. Zino chết. Zino chết rồi. Chết. Zino chết rồi. Zino heo rồi. Ôi sao còn cái trang. Tâm nó thế mà không ra. Anh ơi nó sẵn kìa. Bạn đã nó ở đâu vậy? À, nó chạy nó sau lưng này. Lên lầu luôn, lên lầu. Xong rồi quanh bên phải, xong rồi lại đi xuống. Ê đi xuống, đi xuống. Sau lưng ấy. Chạy ngược lại luôn mọi người, đúng vòng luôn, đi đúng vòng luôn. Lên luôn. Áo lên rồi, Ok. Hết rồi. Bãi liền con này ruột dai. Why are you running? Ê, nó lại rồi. Chạy ngược lại. đâu? Bị ba được mà cười vãi lìn. Cái đi này đây. Rè. Hết rồi. Ok, nhưng mà em cần phải ra ngoài hết khí rời tí đã. Cơ mà cái khúc đó tiếc ghê, em không thấy được cái cảnh thanh tẩy. Em chỉ nghe tiếng là nó hét lên thôi. Mọi người đều không ai xem được cái đoạn đấy ạ. Em chỉ thấy cái xác con hề không, nó giật lên xong rồi nó nằm xuống và nó có một cái tinh linh gì á, có ôi, hình là ngôi sao giật vậy. Lên, nó nằm xuống nó có cái tinh linh gì nữa. Nó xong nghe giống trên tự việc trên giường vậy chứ không giống nằm lên dựng xuống. Ê, nằm lên lại còn dựng xuống. Để tôi bật Google dịch. Tôi phải chuyển từ tiếng Anh sang tiếng Nga. Cái này là bệnh viện Nga nên mà. Hợp lý á bé Linh. Đúng rồi. Em nói tiếng Anh với bọn Nga hối sao mà nó hiểu được. Không thái vãi chưa. Đúng vậy. Lý hợp. Tyler Robertson, I couldn't keep. I couldn't keep. Đó là bạn ở đâu á? Ê nó lên, thằng này nó lên. Ui bé Linh. Tiếp đi anh. Tiếp. Chị cắp đi đẹp. Cắp chị về đá vượt. Ê, em vừa thấy nó cái gì mà cái keng phát kìa. Cắp chị về đá. Ôi, nó phản hồi mà. Ôi, nó phản hồi bằng tiếng Nga đấy. Mà nói tiếng Ma rồi. Nó tiếng Anh. Tiếng Nga rồi. Trời là Robertson. What can be she bad. Quá đỉnh đất. Bé tôi mệt chứ, cái bản tiếng Nga này đâu phải có liền đâu. Bây giờ tôi bảo, ông lấy điện thoại Google Translate xong ông bật cái giọng từ điện thoại ông cho lần vào mic thế là ok. Nói chuẩn quá luôn, không cần phải, mình phải nói lại gì cả. Có khẩu đấy vậy, hoa văn cơ. Chào em.
anh đứng ở đây từ chiều. Lâu có ai đi cùng. Oh my god, nó vừa xuất hiện sau lưng anh Zino mà sao anh không bị giỏ mà em bị giỏ. Ui nó gừng nữa kìa anh ơi. Ok, nó dí rồi, nó dí. Ui, rồi. Ui, lần này nó dí em nha. Vinh, quay lại Vinh nó. Nó kìa. Hình như con này mình quay lại nhìn nó thì nó sẽ không chạy nhanh thì phải. Nó sẽ đi chậm hơn. Ô. Oh. Phải quay lại nhìn nó thì nó mới đi chậm. Nó chạy nhanh quá vậy. Mở cửa cho em. Cửa đâu mở được. Má con này cực dai quá vậy. Em hết thể lực rồi anh ơi. Shit. Nó cho em cái đánh giá anh ơi. Cho em cái đánh giá đi. Em sai rồi. Anh Dũng ơi, cho em cái đánh giá anh ơi. Anh Dũng mà thấy mà xong Dũng cầm đánh giá chạy mà. Anh Dũng ơi cho em cái đánh giá đi anh ơi, em lại anh đi đưa đi quăng cho em cái đánh giá đi. Sao vậy? Cho em cái đánh giá đi mà em lại anh luôn đấy, please. Em phải đưa cái nến này đi ra đây hả? Đây. Chúa trừng phạt ở tôi con. Chúng con một bánh nữa. Ê. Bánh. Đây. Đây. Đây, mày muốn mày có đánh giá rồi. Em tôi gõ đầu tôi, mày. Tôi đi tiếp rồi. Nó lại ngược tiếp nữa này. Ở đâu nhỉ? Thật. Anh em ơi, tôi có súng. Nó đâu nhỉ? Nó đâu nhỉ? Thấy chưa? Ê, sao lưng anh Dũng chạy? Bắn nó. Nó được không? Ui, bắn được á? Ây. What? Really? Đúng nè. Đẳng cấp cầm lên đi. Thấy rồi, bắn chết con ma luôn. Cũng sạch gần đây, sạch gần mũi đây. Đâu cho anh đợi anh bắn thử hả? Súng bắn ma lên. Ui, súng bắn ma chất vãi, có quả thành giá làm cái tâm luôn ạ. Chuẩn. Em cầm với. Không. Thấy rồi, luôn chạy. Ngay sau lưng. Xuống luôn, chắc nó vô đây thổi nến đi. Mày. Đẹp. Thổi không? Thổi chưa? Hello bạn nhỏ. Shit. Mày đi đâm đầu vô nó luôn mà. Nó đang phía sau gì đâu mà em chạy đâm đầu vô nó vậy? Nó đổi hướng. Ê, khoai đó nhờ. Sophia Benson, if you don't come out, I will slam your house. Sophia Benson, show your má. I will slam your house. Oh, nó vừa di chuyển đồ này. Ok. Ở dưới phòng này, I will do that you trên 10 Check cái má săn ma một cách rất bạo lực. Con ba đó. Má. Ơ kìa mấy ông này. Con này thân thiện nhỉ. Mà em này xin ê xin lỗi anh, hồi nãy nó chính là cái đứa bẻ cổ em đấy. Cơ mà em này xin phép, xin phải liền, xin. Cơ mà trong nó có vẻ là nó dưới vị thành niên đó nè. Em chưa 18. Quỳ. Thấy chưa, đã nói mà. Ấy, phải liền đâu. Phải lên anh Zino phi thẳng vô con ma luôn cái. What is your name? Anh ơi Zino, anh đi chung với em đi, đỡ sợ nói chuyện với em đi, talk to me please. Lần đầu tiên cái thanh long có trong miệng tôm. Nice.
lần đầu tiên mấy năm lòng mãi lên. Oh shit, em thấy rồi. Có vẻ nó không thích giọng hát của mình. Nó đang nè anh ơi. Được rồi. Ok, nó đang gượt em nhé. Ok, nó đang overload cái này nè. Nó ra đây. Ố, nó đi ngược lại rồi. Ok. Đừng. Lên lầu. Nó đi qua đó một lần nữa là xong đấy. Đúng rồi, nó vừa giật một phát rồi. Rồi, em đứng nha. Dép. Còn hai lần nữa thôi. Quái đồ xác. Xin thôi một kiểu. Ngửa bíp bây rồi. Ok, nó lại tới đó này. Cơ mà lần này không biết nó chạy hướng nào. Đứng vào cái ô này là xong, đứng vào cái ô này. Nó chạy từ phía bên trái lên lầu rồi. Vậy là nó gượt anh Hiếu đấy. Em đang ở dưới hành lang. Oh shit. Cái giật mà không thấy nó ra ta. Đây rồi, nó đang ngược em rồi, anh Hiếu đứng yên đó, đừng qua. Ok, mày qua đây. Được. Ui, mày. Ui, chạy tiếp anh ơi, còn một lần nữa, vẫn chưa xong. Một lần nữa. Ok, nó ngược này nè. Anh Hiếu, ôi thôi, xong rồi, nó phi thẳng tới chỗ anh Hiếu luôn mà. Aoja này nè. Xong nó chạy ngược ra. Làm được. Cố lên. Em lần còn... nữa thôi. Em cầm thánh giá luôn mà. Lại đây em gõ cái bon vô đầu nữa. Yeah, nó tới rồi nè. Tôi mà không biết đi hướng nào đây. Hướng này thấy rồi. Bên trái. Rồi. Ui, chưa xong à. Xong rồi. Ui. Chết rồi. Ui, xác nó bốc hơi luôn nè. Thành một cái thứ gì đấy. Một hình ngôi sao. Chứng ta. Thấy ông okay. Mô tả chuẩn phải liền còn gì. Cơ mà khoan đã. Cái mô tả của anh trước đó là có con tinh linh. Thấy con tinh linh đâu. Là cái tinh linh có ta hình tam giác vòng tròn. Cái què cái đó mà tinh linh. Mô tả thật là trừu tượng. Bái cực cực tinh linh. Mà cái cửa này chắc là nó không qua được. Shit, nó đi xuyên cái cửa đấy. Cửa đóng cửa nhanh. Đóng đi. Thôi xong rồi. Ui. Sao lại là em? Mẹ. Anh ở dưới này lâu lắm rồi. Trời ơi, chắc là lạnh lắm phải không anh? Bay nồi. Oh fuck, nó săn thật rồi đấy. Không đùa được đâu. Ui, nó đang săn anh Zino đấy. Sau lưng anh kìa. Săn anh Zino nhìn lại bắt tôi là đấy. Săn anh Zino thì người chết là mình. Má nó thiệt. Boss up đâu rồi ta? Ok kìa. Mẹ ơi. Chuột thứ hai. Answer me. Fuck. Gì vậy? Cái gì vậy? Boss up đâu rồi ta? Subscribe left.